Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tinh khung thiết đạo. Cường hóa thiên tinh, tinh cầu tinh. Diệp không lần thứ hai xuyên qua, mới đầu, hắn đầu tiên là xuyên qua nguyên thần thế giới, thu được mở bảo rương liền biến mạnh hệ thống. Nhưng sau đó khi tìm kiếm rương báo lộng lẫy, bởi vì phá tan âm mưu của đám ngu nhân, dẫn đến tự thân ở ba gã chấp hành quan vây quét hạ thân tử. Sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình xuyên qua đến tinh khung thiết đạo thế giới, cũng nương theo tin tức tốt xấu các một. Tin tức tốt là hệ thống vẫn còn, mà tin tức xấu. Cái hệ thống này dường như chỉ còn lại có cơ bản cường hóa năng lực A, hắn một thân kỹ năng nguyên thần, coi như là tăng lên đến ma thần cấp, cũng không đủ tinh thần liếc mắt một cái đi. Đang lúc dịp không ngưng nghẹn, ánh mắt của hắn đột nhiên chú ý tới biến hóa trên mặt bàn. Kỹ năng Thiên động vạn tượng 1.0 đẳng cấp tiếp theo. Thiên động vạn tượng 2.0 Hiệu quả Dùng quy tắc câu thúc tinh cầu, tiến hành đã kích cấp yên diệt đối với địch nhân. Dịp không Thiên động vạn tượng nhà ngươi là lấy tinh cầu đập. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Hôn cai Sarai, mới gặp Asta bạn đang nghe tại truyện chấm audio. À, không nói võ đức ngu nhân chúng, của ta hoa lệ bảo rương a. À. Trước khi ý thức gần như tiêu tán, bảo rương hoa lệ gần trong gan tất trở thành chấp niệm cuối cùng của dịp không. Sau đó không biết qua bao lâu, khi dịp không lần nữa bừng tỉnh, nhìn trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ tương lai phong gian phòng, không khỏi lâm vào trầm tư. Ta đây là, lại xuyên qua. Không có cảm giác được xung quanh địch ý cùng với nguy hiểm, dịp không ngồi dậy, nhớ lại quá khứ. Còn nhớ rõ, tại một cái mưa gió bão táp ban đêm, tại nguyên thần rút thể trang web, dịp không trực tiếp 10 liên 6 kim. Cuối cùng cũng không biết là bị sét đánh hay là động, chỉ nhớ rõ có một tiếng nổ vang đặc biệt lớn vang lên sau, hắn liền xuyên qua đi nguyên thần. Ân, ừ, mặc dù là xuyên qua đến nguyên thần cái này xem như nguy hiểm trong thế giới đi, nhưng dịp không quá cũng coi như thoải mái. Bởi vì hắn là một người có hệ thống. Hệ thống tên là tìm bảo rương liền trở nên mạnh mẽ, tên như ý nghĩa chính là chỉ cần tìm được bảo rương, có thể căn cứ vào công lý của bảo rương mà nhận được phần thưởng đến từ hệ thống. Vì thế, bởi vì thực lực yếu ớt, cảm giác an toàn cực độ khuyết thiếu dịp không, Ngừa không dừng vó liền bắt đầu hành trình tìm kiếm bảo rương. Hơn nữa sau đó, thu được rất nhiều kỹ năng nhân vật, thậm chí không cần cái gọi là thần chi nhãn, là toàn bộ nguyên tố cộng hưởng khắc sâu trong thân thể đáng tiếc a à. nhớ lại lần xuyên qua đầu tiên này bởi vì tiền bảo rương quá mức đầu nhập dịp không cơ hồ không có như thế nào cùng bên trong nữ nhân vật tương tác qua càng đáng tiếc chính là tại thời khắc cuối cùng tại đối mặt kia số lượng cực kỳ thư thất trân quý rương bảo sắp lấy được thời điểm hắn bị đánh lén nguyên nhân còn lại là mình giống như trong lúc lơ đãng biết được mưu đồ nào đó của tiến sĩ một bí mật ngay cả chính hắn cũng không biết là cái gì nhưng tóm lại là đụng vào đối phương cấm kỵ trực tiếp là bị hắn hứa lấy lợi ích gọi tới trọn vẹn ba vị chấp hành quan đánh lén và bao vây tiểu trừ khi mình tìm kiếm bảo rương bây giờ ngẫm lại chết thật đúng là mất máu a à, tốt xấu gì cũng để cho hắn mở bảo rương kia ra không phải sao sau khi mở chẳng phải là đã không mất máu hơn nữa còn có thể không cần chết hại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng cũng đã không phải là một thế giới cũng không thể trở về báo thù không phải sao Diệp không nhìn hoàn cảnh chung quanh, đối với chính mình một lần nữa xuyên qua sự tình thập phần chắc chắn. Tại cảm giác được trên người mình kỹ năng, năng lượng, đều còn tồn tại thời điểm, càng là đối với cuộc đời mới này kéo đầy chờ mong. Tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc với hoàn cảnh nơi này? Còn nữa, nếu lực lượng của ta vẫn còn, ta đây khẳng định là mặt. Vậy hệ thống? Có thể cũng đi theo hay không? Diệp không vừa chuẩn bị thử mở ra hệ thống, cùng hệ thống tiến hành trao đổi xem có thể làm rõ tình cảnh trước mắt hay không. Nhưng vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cô gái mặc váy dài lấy trắng, hồng nhạt làm chủ đạo, tóc cũng hồng nhạt, khuôn mặt tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn chậm rãi đi vào. Cũng là lúc bắt đầu nhìn thấy đối phương, dịp không liền cảm thấy, chính mình khả năng đã biết cái này lần thứ hai xuyên qua, đi tới một cái thế giới như thế nào. Không phải, chẳng lẽ xuyên việt của hắn là do gạo lừa dối bày ra sao? hắn đây là đi tới đối phương ra tân du sụp đổ tinh khung thiết đạo thế giới a mà vị trí hiện tại của hắn cùng với cô gái trước mắt này không phải là bản đồ đầu tiên trong tinh khung thiết đạo trạm không gian hắc tháp cùng với vị trưởng trạm đại diện kia nghe nói là đại tiểu thư trong nhà cùng tinh tế hòa bình công ty đều có quan hệ thơ sao a à, ngươi đã tỉnh a thật ngại quá ta không biết ngươi đã tỉnh bằng không ta cũng sẽ không cứ như vậy trực tiếp đi vào. Thời điểm dịp không chú ý ngải ti đát, đối phương cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía dịp không. Hơn nữa xuất phát từ gia đình giáo dưỡng nguyên nhân, Eda trước tiên liền đối với chính mình tự tiện tiến vào làm ra xin lỗi. À, à, không sao, tôi cũng vừa mới tỉnh. Thì ra là như vậy, ngươi không trách ta là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn có chỗ nào không thoải mái sao, ta là ở ngoài trạm không gian một tòa vũ trụ trong khoang thoát hiểm phát hiện ngươi. Có thể nói một chút ngươi là gặp phải cái gì sao, đồng bạn của ngươi nhóm, ngươi nhà, hiện tại thế nào, lại ở vị trí nào? Eda mỉm cười, dùng thanh âm nhu hòa hết sức hỏi dịp không? Nàng biết, tương tự như dịp không loại này ở trong vũ trụ gặp nạn sau may mắn sống sót người, tình trạng tâm lý cực kỳ không ổn định, tuy rằng trước mắt xem ra, ngữ khí của đối phương rất khách khí nhưng ai biết sau đó khi nhớ lại hiện trường tai nạn, đối phương có thể xuất hiện cảm xúc quá khích hay không? Hóa ra tôi bị phát hiện trong khoang thoát hiểm sao? Nghe được ngải ti đắc tự thuật, ánh mắt dịp không hơi trống rỗng thì thào lẩm bẩm. Tuy rằng không biết là bởi vì cái gì, nhưng coi như là thế giới này an bài thân phận cho mình thì tốt rồi. Dù sao, liền ngay cả xuyên qua loại chuyện này đều xuất hiện, làm cái chạy trốn khoan chứa đi vào, đây không phải dễ dàng sao? Ngươi không biết mình đang ở trong khoang thoát hiểm. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ sao? đa não bổ hảo tỉnh lược dịp không giải thích vừa rồi bị nghe được tự nói công phu. Theo dịp không chủ động gật đầu xác định, trên mặt ngải ti đắc lại lộ ra một vòng đồng tình. Nói như vậy, ngươi chẳng phải là đã quên ba mẹ, quên đồng bạn sao? Anh có nhớ tên mình là gì không? Dịp không nghe vậy theo lời đối phương nói tiếp. Tuy rằng lừa gạt đơn thuần thiếu nữ loại chuyện này không tốt lắm, nhưng vì viên mãn lý do thoái thác, Diệp không cũng chỉ có thể như thế. Ta chỉ nhớ rõ ta tên là Diệp không, về phần ngươi nói những thứ khác. Ta đúng là tất cả đều không nhớ rõ. Ngãi ti đắc thấy vậy cũng chỉ là yên lặng gật gật đầu, hiển nhiên cho rằng Diệp không hiện tại tâm tình không tốt. Lại ôn nhu an ủi vài câu, rồi đi ra ngoài. Diệp không ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ ngươi cảm giác tốt không kém nhiều lắm, có thể đi tới khoan điều khiển chính tìm ta. Ừ, nếu cậu không biết đường, có thể mở người máy dẫn đường bên cạnh cậu. ân, ừ, cảm ơn ngươi ngại ti đát. diệp không cười gật đầu trả lời. hắc hắc, không cần cảm ơn, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. không cần khổ sở nha, nếu ngươi không ngại, ta có thể trở thành bằng hữu và đồng bạn đầu tiên của ngươi sau khi mất trí nhớ. Ngải ti đát hơi có chút dí dỏm nhìn dịp không trừng mắt mấy cái, ý đồ dùng phương thức này trừ khử âm u trong lòng dịp không. Nhưng trong lòng dịp không có cái gì u ám. Hắn cũng chỉ có thể cười đáp lại hảo ý của Eda. Cũng tại Aisa sau khi rời đi, trước tiên câu thông khởi hệ thống. Dù sao, lực lượng của nguyên thần, ở trong thế giới tinh khung thiết đạo, thật sự không cầm lên được mặt bàn. Chương 02 Chức năng hệ thống thay đổi, Antimatter Legion. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hưởng ứng chủ ký sinh gọi tới, tìm bảo rương liền biến cường hệ thống đang ở khởi động. Nghe được trong đầu bỗng nhiên hiện lên thanh âm, dịp không nguyên bản còn có chút buồn rầu lực lượng hệ thống hoàn toàn không cách nào so sánh, bởi vì tự thân an toàn không chiếm được cam đoan mà nhíu mày được giãn ra. Dù sao, cho dù là tinh khung thiết đạo bên trong, mệ cáp du cũng là thiết lập tương tự với bảo rương tồn tại, chiến lợi phẩm đấy. Và nhìn lại cơ chế của hệ thống, hắn tại nguyên thần trong thế giới tìm bảo rương, có thể đạt được đủ loại nguyên thần thế giới quan bảo vật, xuống đến sinh hoạt kỹ năng, đến quyền năng của ma thần, hắn cũng đều từ trong bảo rương mở ra. Cái kia đổi thành tinh khung thiết đạo trong thế giới, ta không phải nói, xuống tới tinh kỳ chế tạo, lên tới tinh thần mệnh đồ, những thứ này đều có thể trở thành phần thưởng thì sao? Đúng, nguyên thần thế giới quan bên trong đúng là có cá biệt kỹ năng cực kỳ nổi bật ít nhất tại tinh khung thiết đạo tiền kỳ hai cái bản đồ năng lực như vậy cũng đủ để cho hắn tự bảo vệ mình nhưng vấn đề là hai tấm bản đồ lúc trước bày ra địch đối phương thực lực của bọn họ ở trong toàn bộ thế giới quan thật giống như là nhất dịp cô phàm trong biển rộng hoàn toàn không đáng nhắc tới a à? dựa theo một ít đôi câu vài lời miêu tả chớ nói tinh thần loại kia đứng ở vũ trụ đỉnh tồn tại ngay cả một ít tinh thần khẳng khái về mặt lực lượng cũng có thể có được năng lực tùy ý bạo tinh. So với cái này, cho dù là một đao vô tưởng kia, nhằm thương trấn hải, hình như cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Hệ thống, ngươi không sao chứ? Thật lâu không có được hệ thống hồi phục, từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần dịp không nhìn không được phát ra hỏi thăm. Tư, hệ thống phát sinh không biết sai lầm, đang tiến hành duy trì, đang tiến hành duy trì thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống đáp lại để cho Diệp không tâm thoáng cái liền lạnh một nửa. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà sinh ra cảm xúc kinh hoảng, chỉ lặng lặng chờ đợi tin tức của hệ thống. Quá trình này đại khái kéo dài nửa giờ, cuối cùng, tại lại một tiếng, đinh, bên trong, nguyên bản nằm ở trên giường bởi vì mệt nhọc mà buồn ngủ Diệp không lập tức liền từ trên giường ngồi dậy. Diên Bảo trì hệ thống đã hoàn thành, các chức năng cơ bản vẫn không thay đổi, nhưng do tiêu thụ quá nhiều năng lượng bảo trì một số mô đun đã thay đổi một phần mô đun phát sinh biến động dịp không khó hiểu rất nhanh đã bị hệ thống phản ứng hơn nữa cho báo cáo đại khái ý tứ chính là chức năng cơ bản của hệ thống tìm bảo rương liền trở nên mạnh mẽ cái này vẫn còn nhưng là cùng dĩ vãng trở nên mạnh mẽ phương thức tỉ như đạt được nguyên thần bên trong các loại nhân vật kỹ năng không giống nhau hiện tại hắn đi mở ra chiến lợi phẩm, chỉ biết thu hoạch được một loại tên là bảo rương tiền đồ vật. Mà bảo rương tệ có thể dùng để cường hóa tố chất cơ bản của bản thân, khống chế năng lượng, cùng với các loại kỹ năng. Mà cái này, coi như là một loại phương thức khác, tìm bảo rương liền trở nên mạnh mẽ không phải sao. Cái gì? Chỉ có thể cường hóa năng lực bản thân. Không phải, ngươi lấy nguyên thần thế giới quan cùng tinh khung thiết đạo so sánh, cái này phải cường hóa tới khi nào đi à cũng không phải là dịp không lòng tham không đủ vấn đề an toàn chủ yếu hẳn là mỗi người đều dị thường chú trọng đi đây không phải là truyền thống khắc sâu trong xương cốt của mỗi con cháu viêm hoàng sao tất nhiên rồi dịp không cũng biết việc này đã cơ bản trở thành kết cục đã định cũng sẽ không cố tình gây sự các loại sụp đổ hắn chỉ là chậm rãi đứng dậy xử lý một chút quần áo liền chuẩn bị đi xem hệ thống đổi mới tại hát tháp trạm không gian bảo rương. Hắn muốn hiểu rõ một chút cường hóa này đến tột cùng là cách nói như thế nào, như vậy nhất định phải thí nghiệm một lần mới được. Đúng rồi, quên nói rồi. Tinh khung thiết đạo làm đồng dạng chân thật thế giới, cùng nguyên thần bảo rương vốn là tồn tại, có thể trực tiếp tìm kiếm không giống nhau. Bảo rương nơi này, đều là hệ thống đổi mới đi ra, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy đồ vật ít nhất trong bản đồ trạm không gian hát tháp này, hẳn là sẽ không có người đem bảo bối của mình đặt ở trong rương chờ người đến tầm bảo chứ. Mà nếu như là hết thảy rác rưởi, không cần đồ đạc, hắn lại nhàn rỗi không có việc gì làm ra chuyện này. Diệp không đối với loại thay đổi này tỏ vẻ hiểu được, mà cũng là khi hắn tại hệ thống cung cấp trong bản đồ tìm được một cái bảo rương phương vị, vừa mới mở cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm thời điểm. Đột nhiên, từng đạo dồn dập tiếng cảnh báo phối hợp với không ngừng lóe ra hồng quang, quanh quẩn ở trong trạm không gian từng khoan đoạn cùng với hành lang ở giữa. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Có kẻ xâm nhập. Có kẻ xâm nhập. Thanh âm điện tử như máy móc hạ xuống, ngay sau đó, lại có một giọng nữ quen thuộc thay thế, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Ta là đại diện đứng lấy ai xa, hiện tại ở chỗ này khẩn cấp thông báo các vị, trạm không gian đang gặp phải phản vật chất quân đoàn xâm lấn. Mời các vị nhanh chóng rút lui tới khu vực tị nạn, xem tình huống có cần ngồi kho chạy trốn rút lui hay không. Ether nói xong, trạm không gian lại bắt đầu lặp lại ngay từ đầu màu đỏ lóe sáng cùng với máy móc giống như giọng nói. Nhưng mà, so với loại âm thanh này gợi ý, trong thị giác, theo từng cái thoạt nhìn hình thể quái dị, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén chợt xuất hiện theo bọn hắn không ngừng hủy diệt trước mắt nhìn thấy hết thảy toàn bộ trạm không gian cũng bắt đầu rối loạn lên đương nhiên ngay cả dịp không cũng không thể may mắn thoát khỏi đây chính là phản vật chất quân đoàn tạp binh hư tốt kẻ cướp bóc sao sau khi ra khỏi cửa phòng nhìn quái vật xuất hiện ở khoang của mình dịp không cũng không lộ ra kinh hoảng giống như những người khác dù sao tinh thần lệnh sứ chi lưu hắn đánh không lại nhưng là loại này tiểu tạp binh có ti tiếp cận ma thần cấp chiến lực hắn, cũng không đến mức đánh không lại chứ. Phải biết rằng, chính là bởi vì hắn có được này chuẩn ma thần cấp chiến lực, hơn nữa đạt được nhiều như vậy nhân vật khác năng lực. Mới có thể bị tên tiến sĩ kia, phải đi ba vị xếp hạng cao chấp hành quan đến bao vây tiểu trừ. Mà cho dù là như vậy, bọn họ đều còn phải đánh lén, còn ở một khắc cuối cùng, bị dịp không ghép thành toàn thể trọng thương A. Ha ha! Diệp không thấy được hư tốt, hư tốt tự nhiên cũng chú ý tới hắn. Với tư cách người chấp hành ý chí hủy diệt, hắn tự nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một sinh mệnh phi trận doanh nào xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ thấy hắn đầu tiên là phát ra một âm tiết không rõ ý nghĩa, sau đó khi cánh tay nhận trong tay bắt đầu lóe ra quang mang, một cái tập kích mang theo kình phong sắc bén, trong chốc lát đã đi tới trước người Diệp không đánh loại tạp binh như ngươi không cần giết gà dùng dao mổ trâu. Diệp tu cười khẽ một tiếng, lặng lẽ dẫn động năng lượng nguyên tố bàn bạc trong cơ thể. Hắn từ không gian hệ thống lấy ra vô phong kiếm khiến tất cả người chơi nguyên thần đều cảm thấy quen thuộc. Khoảnh khắc ý niệm dâng lên, thân hình trong nháy mắt biến mất, phản phất thu bó thành một đạo ánh sáng, đột nhiên lướt qua hư tốt vị trí, đi tới phía sau hắn. Tuy rằng không có nổ tung, nhưng chân nam nhân cũng không quay đầu lại kết luận, vẫn là bị dịp không kế thừa xuống. Chỉ thấy hắn đứng thẳng dậy, tay khoát kiếm hoa. Hư tốt phía sau cũng chưa kịp phát ra nửa âm tiết, cả người liền trong nháy mắt tán loạn, hóa thành từng chút mảnh vụn màu vàng, hoàn toàn biến mất. Chương không ba Hư tốt, chà đạp giả đăng tràn Asta Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không phải, nguyên bản trong nội dung vở kịch có nhiều hư tốt như vậy sao? ta chỉ muốn tìm bảo rương mà thôi, khó như vậy sao? Tại giải quyết trước cửa phòng cái kia chỉ hư tốt sau, Diệp không tiếp tục bước lên tìm kiếm bảo rương lữ trình. Làm người xuyên Việt, hắn tự nhiên là biết lần này phản vật chất quân đoàn đột nhiên xâm lấn nguyên nhân cùng nội tình. Những tên chỉ biết đến hủy diệt nơi này, bất quá chỉ là tiền vệ của thợ săn tinh hạch. Là bị các nàng chủ động dẫn dắt mà đến, vì chính là tạo ra hỗn loạn, để cho các nàng thuận lợi lấy đi tinh hạch, hơn nữa hoàn thành kế hoạch nào đó đau mà thôi cho nên bất kể như thế nào trạm không gian bản thân khẳng định là sẽ không nổ tung thậm chí là hủy diệt một khi đã như vậy kia diệp không liền hoàn toàn không cần thiết dựa theo radio nói lại tìm cái gì chỗ tránh nạn sau đó tùy thời chuẩn bị ngồi thoát hiểm khoan thuyền cái gì anh nói xem có thể có hiệu ứng cánh bướm hay không ví dụ như những quân đoàn phản vật chất đột nhiên nổi điên hay gì đó không 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 nếu hết thảy đều là kế hoạch tốt coi như là phản vật chất quân đoàn thật sự sắp đem trạm không gian hủy diệt thợ săn hạt nhân hành tinh cũng sẽ không cho phép nếu không lỡ như đem một khâu rất quan trọng trong kế hoạch của bọn họ cũng chính là tên khai thác giả kia bị nổ chết vậy không phải xong rồi sao có thể dung nạp tinh hạch tồn tại ngươi cho rằng là tùy ý có thể thấy được sao hơn nữa những người trong quân đoàn phản vật chất này điên hay không điên có gì khác nhau sao bản thân chúng sinh ra là để hủy diệt. Tóm lại, Diệp không mới làm ra quyết định tiếp tục tìm kiếm bảo rương, hơn nữa đi ra ngoài không bao lâu. Trên một hành lang, lại một lần nữa bị đám tạp binh hư tốt kia làm mục tiêu. Hai tên cướp bóc, một tên xóa sổ. Tên rất dễ nghe, có thể nói là một tên tiểu binh cầm dao, một tên cầm súng mà thôi. Nhưng bản thân khẩu súng kia, phải cẩn thận một chút. Diệp không lúc này cũng từ hệ thống không gian lần nữa móc ra vô phòng kiếm, yên lặng chờ đợi đối phương tiến công. Cũng không phải bởi vì sợ hãi cái kia cái gọi là xóa bỏ người cường đại, nếu như hắn muốn, có thể trong nháy mắt liền đem những tạp binh này tiêu diệt. Nhưng trong trường hợp này, cây thương kia, tự hồ cũng sẽ theo cái gọi là phản vật chất, trừ khử mà trực tiếp tiêu tán. Điều này không có lợi cho quan trắc của hắn đối với hệ thống sức chiến đấu của tinh khung thiết đạo. Dù sao, loại súng này, có thể bắn hát thương từ một nơi không biết bao xa ít nhất đem uy lực tầm bắn cùng với động tĩnh tạo thành sờ rõ ràng như vậy mới thuận tiện về sau hà hủy diệt cùng dịp không cố ý chờ đợi cũng không giống nhau đội kia hư tốt tại nhìn thấy có sinh vật xuất hiện ở trước mặt bọn họ trước tiên liền không do dự trực tiếp phát động tiến công đương nhiên bọn họ cũng không thật sự nói ra từ ngữ chỉ là phát ra mấy âm tiết hoàn toàn nghe không hiểu mà thôi đối với những lời trên đó chỉ có thể là dịp không chính mình não bổ đi ra tiểu thư đại bộ phận các khoa viên đã sơ tán xong còn có một bộ phận nhỏ bị thương cũng đã được ta cứu ở một bên chờ ngươi cũng đi theo chúng ta đến khu vực tị nạn đi đúng rồi vừa rồi ta thử liên lạc với đoàn tàu tinh khung bọn họ vừa vặn ở gần trạm không gian nói là muốn tới trợ giúp chúng ta cho nên hiện tại chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chính mình sẽ không thành vấn đề trạm không gian cũng sẽ không hủy diệt. Trạm không gian, khoan điều khiển chính. Một người tóc bạc, da ngâm đen, mặc quần áo giống như trong phim khoa học viễn tưởng, người nhặt mót, nam tử nói năng thận trọng đang báo cáo tình huống trước mắt với ngã tư đát. Hắn tên là Alan, chính là người nhà của nữ tư đạt phái đi, nhân vật tương tự như quản gia, trợ thủ, đồng thời cũng đảm nhiệm người phụ trách khoa phòng vệ trong trạm không gian. Là người phụ trách khoa phòng vệ, hắn đã tận khả năng hoàn thành chức trách của mình kế tiếp chính là muốn thực hiện thân là quản gia nghĩa vụ nhất định phải bảo vệ tốt nhà mình tiểu thư công tác người của đoàn tàu tin khung sắp tới sao vậy thì thật tốt quá bất quá những người này liền từ a lan ngươi mang theo đi hướng khu vực tị nạn đi nhờ ngươi ngươi nhất định bảo vệ tốt bọn họ biết không nghe được lời của eda a lan hơi sửng sốt một lát sau hỏi ngược lại vậy tiểu thư ngươi còn nhớ chúng ta mang về, người gặp nạn, hiện tại phản vật chất quân đoàn xâm lược, bên trong trạm không gian mạng lưới cũng không ổn định sao. Không có người máy dẫn đường, hắn khẳng định không có biện pháp một mình đi tới khu vực tị nạn. Hiểu được ý nghĩ của Eda, Alan có chút trầm mặt. Tuy rằng ý nghĩ như vậy cũng không phải rất tốt, Alan cũng không phải người xấu gì. Nhưng vì một người xa lạ mà mạo hiểm, người có thể làm được loại chuyện này, thật sự rất ít đương nhiên nếu như nhất định phải như thế hắn tình nguyện để cho mình đi xem xét cùng với cứu viện chỉ là những khoa viên bị thương còn lại cảm xúc của họ rất không ổn định nếu chỉ có một mình tiểu thư a lan ngươi cứ yên tâm tổ chức bọn họ đi trước tị nạn đi ta nếu đem hắn mang lên sẽ phải đối với tánh mạng của hắn phụ trách ngươi hiểu không hơn nữa cũng không nên quá coi thường bổn trạm trưởng bổn trạm trưởng tốt xấu gì cũng là cái mệnh đồ hành giả không yếu không phải sao. Ether cầm lấy vũ khí, đây là một cây gậy khoa học viễn tưởng, có năng lực thông qua đầu vào năng lượng, phát động pháo kích laser. Trong mắt nàng tràn ngập tự tin, loại thay đổi giống như trưởng thành này, làm cho Alan cũng không có tâm tư khuyên can. Hắn yên lặng gật đầu, dặn dò. Được, vậy tiểu thư nhất định phải cẩn thận, ta dẫn bọn họ đến khu vực tị nạn trước. Nói xong, A Lan liền xoay người đi tới gian phòng tạm thời an trí người bị thương, bắt đầu tổ chức rút lui. Mà ngã tư đát, cũng bắt đầu hướng phương hướng dịp không chạy tới. Vì cái gì, phản vật chất quân đoàn xâm lấn như thế nào tới đột ngột như vậy, bọn họ lại là thế nào định vị đến trạm không gian? Chẳng lẽ là vì tinh hạch mà hát tháp phu nhân cất giữ ở đây cách đây không lâu sao? Đúng như lời Eda nói với Alan lúc đầu. Nàng lựa chọn chính mình đi cứu người, cũng không phải bởi vì muốn cậy mạnh muốn tùy hứng mà là bởi vì nàng quả thật không phải là mùi tử tay trói gà không chặt mà là một người nghiêm túc mệnh đồ hành giả cái khác có thể không làm được nhưng đối phó với những hư tốt cướp đoạt giả bình thường này vẫn không thành vấn đề nàng thậm chí còn có thể một bên đánh quái một bên đi cân nhắc những thứ này cái này cũng đủ để nhìn ra nàng quả thật có chút thực lực đương nhiên cũng chỉ như vậy mà thôi đông ước chừng làm Ether lại tiêu diệt một con hư tốt, mắt thấy sắp đi tới dịp không chỗ khoan thuyền thời điểm. Đột nhiên mặt đất truyền đến một trận rung rẩy, làm cho nàng toàn lực chạy đi, thiếu chút nữa rơi vào lão đảo một cái. Nàng theo chấn nguyên đi chưa được mấy bước, tại một chỗ rộng rãi hành lang bên trong, thấy được một cái thân thể to lớn nhân mạ thái sinh vật. Đây chính là tiểu đầu một hư tốt giai đoạn đầu da dày thương tổn cao, mang đến phiền não cho không ít người khai thác. Hư tốt, người dẫm đạp. Ngải tư đát thấy một màn này, ngược lại không có kinh hoảng. Đối với loại binh chủng sơ giai này mà nói, cái giá phải trả cho thân hình cực lớn là tốc độ sẽ suy yếu nhất định. Cho dù cô đánh không lại, toàn thân trở ra vẫn không thành vấn đề. Nhưng theo tầm mắt cô dời xuống, một màn trước mắt khiến đáy lòng cô bất giác trầm xuống. Tại sao Diệp không cũng ở chỗ này, hơn nữa? Còn bị người chà đạp này theo dõi. PS. Đầu giờ sưu tầm không thế nào tốt, cũng không có cái gì số liệu, tiểu tác giả yếu ớt hỏi một câu còn có người đang nhìn sao? Nếu như có độc giả đại lão thích, hy vọng có thể động phát tại tay nhỏ bé ném một đóa hoa tươi. Chỉ cần 300 hoa tươi, 50 phiếu đánh giá, tác giả liền ngày đầu canh 10. Không có biện pháp, sách mới giai đoạn đầu viết đơn mấy là rất khó kiên trì, hơn nữa hiện tại đề tài này lưu lượng còn không phải đặc biệt tốt, có thể các độc giả cũng chưa từng chơi qua tinh khung thiết đạo. Cho nên, vì có thể để cho quyển sách tiếp tục kiên trì, tác giả cũng là dự định cho ra đầy đủ thành ý, lập xuống cái này phơ rơ, cũng xin tất cả mọi người thêm chút sức A, à, cảm tạ ủng hộ á. Chương 04 Vẫn như thành đồng Người cho an toàn của ta cảm giác không? Bạn đang nghe tại truyện.audio Gì, có người tới? Khi Eda chú ý tới hắn trong nháy mắt, dịp không cảm giác cũng đã ý thức được có người đến mà cũng chính là khi hắn quay người lại, thấy được là Eda đột nhiên tìm đến, đang chuẩn bị chào hỏi thời điểm. Hư tốt trà đạp giả phía sau tự hồ cũng cảm giác được đây là một cơ hội đánh lén rất tốt. Không có hướng trong trò chơi ngươi tới ta đi đánh cái gì hiệp chế, trực tiếp bước ra móng sắt, đột nhiên muốn đem dịp không dẫm ở dưới chân. Đem hoàn toàn nghiền nát. Đúng vậy, với tư cách là diễn sinh của hài cốt cổ thú, cùng với nanh vuốt của tinh thần Nanoc, bạo ngược là thể hiện căn bản nhất của đám người dẫm đạp nói đi nếu không là bởi vì hắn làm so với tạp binh bình thường còn muốn cao hơn một tầng phản vật chất sinh mệnh bản năng nhận thấy được dịp không trên người tràn ngập nguy hiểm khí tức nếu không là vì để cho nó hủy diệt lý trí có thể thuận lợi chấp hành hắn đã sớm nhìn không được đối với dịp không phát động công kích mà hiện tại trước mắt sinh mệnh này cũng dám đưa lưng đối với hắn đây không chỉ là đối với hắn khinh thị cũng đồng dạng cho hắn một cái thời cơ tập kích tốt nhất a à, dịp không cẩn thận phía sau chết tiệt chết tiệt chết tiệt đạp lên giả tốc độ không tính quá nhanh nhưng là bởi vì khoảng cách cũng không xa xôi cùng với thân thể khổng lồ nguyên nhân nếu là người bình thường lần nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm giác được mặt đất truyền ra một tiếng vang thật lớn sau đó sẽ chết tại chỗ nhưng dịp không không nói Eda làm mệnh đồ hành giả, hơn nữa còn là đối diện người dẫm đạp, tự nhiên là rất nhanh liền phản ứng lại. Lớn tiếng nhắc nhở dịp không? Nhưng, mắt thấy móng sắc của cự thú đã hạ xuống, lấy thực lực của nàng lại không kịp trợ giúp. Vốn tưởng rằng dịp không sẽ bởi vậy mà bị thương nặng, thậm chí là lúc chết. Theo một vệt kim quan hiện lên, Eda tận mắt nhìn thấy, dẫm đạp người cái kia to lớn móng sắc ở giữa không trung phản phất bị vật gì ngăn cản giống nhau hình ảnh kiên như bàn thạch. Nhàm chi nguyên tố lực khổng lồ như sông ngòi trút ra, tạo thành một vòng bảo hộ che kín phụ ấn thần bí. Đôi mắt vốn trắng đen của Diệp không cũng bị một tia kim quang bao phủ. Sử dụng, chính là trong nguyên thần có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn cực độ, chung ly lão gia tử ngọc chương hộ thuẫn. Đạp đạp đạp. Mắt thấy công kích của mình bị lực lượng khó hiểu ngăn trở, người dẫm đạp về sau phát lực móng, sau khi liên tục lui mấy bước mới buông móng trước xuống. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, chỉ thấy Diệp không đầu tiên là hướng về phía ngải ti đác làm một cái thủ thế đợi lát nữa hãy nói. Sau đó một bước dài bay lên trời, theo tràn đầy mà ra, nhằm nguyên tố tuôn ra. Tay phải của hắn dần dần bị kim quang bao phủ, hướng đầu người dẫm đạp, hung hăng một quyền nện tới. Đông. Dưới sự phụ thuộc của nham nguyên tố, dịp không một quyền này lực trầm mà nặng mắt thường có thể thấy được ước chừng có mấy mét cao chà đạp người toàn bộ đầu trực tiếp bị đánh lệch góc độ nhất định không chỉ có như thế theo động năng liên tục truyền dẫn hắn kia ít nhất là dựa theo tấn đến tính toán thể trọng thân thể cũng theo liên tục rút lui nếu không phải hành lang này được xây dựng bằng vật liệu cực kỳ cứng rắn dù sao bên ngoài chính là vũ trụ vũ trụ không thể dễ dàng bị phá hư hư tốt này người dẫm đạp đã sớm bị một quyền đánh rơi tinh không chết ngay tại chỗ. Hống, người giẫm đạp bị đau trống giận, cũng không phải sợ đau, hoặc là sợ chết, làm tiểu đầu một quân đoàn phản vật chất tồn tại. Hắn hí vang, cũng có thể nói là ra lệnh một tiếng, là có thể triệu hoán nhất định số lượng hư tốt bình thường. Trong dung lượng não nhỏ hẹp của hắn, một người đánh không lại, vậy thì một đám người lên. Thật tình không biết khi đối mặt với địch nhân cường đại vượt qua trình độ nhất định, số lượng nhiều hơn nữa cũng là vô nghĩa người này rất cứng a, à, trách không được kiếp trước khai hoang, khó đánh như vậy. thì ra là thế, hài cốt của cổ thú sao? xem ra những cổ thú kia còn sống thời điểm, ít nhất đều phải là ma thần cấp, thậm chí đến tinh khung thiết đạo bên trong lệnh sứ cấp tồn tại đi. Dịp không rút thời gian xoa xoa cổ tay, nhìn không được phát ra cảm thán. nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. dù sao cũng chỉ là diễn sinh của hài cốt cổ thú, hiện tại tổng thể mà nói cũng chính là tồn tại cấp bậc tiên nhân ti va. Ân, ừ, còn phải là loại kia tương đối hạ vị tiên nhân cái kia trình độ, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Cho nên, Diệp không một chút không hoảng hốt đồng thời, ngược lại là còn cảm thấy, cái này bức tiếng kêu rất khó nghe. Tuy rằng hắn cũng không buồn tao, không nghĩ mượn cơ hội đùa dẫn đẹp trai, nhưng thanh âm này của ngươi, không khỏi cũng quá sát phong cảnh đi. Diệp không thấy vậy thu liễm ý cười, làm được mặt không chút thay đổi sau khi rơi xuống đất hắn xoa cổ tay chậm rãi đi tới chỗ người dẫm đạp mà làm hắn ngoài ý muốn chính là làm một cái có được nhất định thậm chí tin anh quái chà đạp giả nhìn thấy diệp không đến chẳng những không có lui về phía sau ngược lại là lại một lần tiến hành đột tiến xem ra tín ngưỡng hủy diệt đã cắm rễ sâu trong đầu bọn họ rồi diệp không cũng không cùng hắn nhiều so sánh tìm đúng cơ hội lần nữa kỳ thân mà lên lại là một quyền hung hăng hô đến dẫm đạp người đầu một cú đấm hai cú đấm ba cú đấm trong từng tiếng đã kích thật lớn tiếng gào thét của người dẫm đạp càng lúc càng yếu ớt hắn thậm chí không có kiên trì đến khi đám tạp binh hư tốt kia đến nương theo một tiếng đập mạnh xuống đất thân hình to lớn của hắn chậm rãi ngã xuống chỉ trong chốc lát liền hóa thành mảnh vụn màu vàng hư không tiêu tán t đây là nguyên lý gì bảo toàn năng lượng thì sao cái này gọi là phản vật chất thành phần có buja thì ra ngươi lợi hại như vậy diệp không mệt ta còn lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện đặc biệt tới tìm ngươi nhìn thấy diệp không từng quyền đến thịt đem dẫm đạp giả như vậy tiêu diệt ngải ti đát ngược lại là không có gì sợ hãi hoặc là không đành lòng tâm tình nàng cũng không phải tiểu tiên nữ gì thân là mệnh đồ hành giả nàng đã nói vừa rồi một đường kia nàng đều tiêu diệt không ít hư tốt hơn nữa những này phản vật chất quân đoàn người làm nhiều chuyện ác, hơn nữa trong đó đại bộ phận tồn tại đều không thể gọi là sinh mệnh, mà là tinh thần na nút chế tạo ra cổ máy hủy diệt mà thôi, hoàn toàn không có gì phải đau lòng. Cho nên, Eda chẳng những không có cảm thấy diệt không vừa rồi cử chỉ có cái gì không ổn. Ngược lại trong lòng còn dâng lên khát khao đối với loại cường đại này. Duy nhất có chút không tốt, đó chính là nàng hiện tại dường như có chút xấu hổ nghĩ đến người mình muốn cứu còn lợi hại hơn mình, hình như quả thật có chút là lạ ha. Cố ý tới tìm ta. Ta còn nói vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây, thì ra là như vậy. Vậy có muốn tôi ngã xuống đất giả bộ một chút, sau đó anh cổng tôi trở về không? Như vậy mới có vẻ ngươi không uổng công mà. Nhìn tiểu biểu tình có chút u oán của ngải ti đát, dịp không cười bắt đầu vui đùa. Ngươi! Không được đùa giỡn ta! Ether tức giận mặt đều có chút đỏ lên, nhưng là tốt đẹp hàm dưỡng để cho nàng cũng nói không nên lời gì quá phận. Ấp úng nửa ngày, cũng không lên tiếng. Mà trái lại dịp không, hắn cũng không tốt đem đùa dẫn mở quá lớn, dù sao người ta có thể có phần tâm này đã rất tốt rồi. Sau khi trò đùa kết thúc, dịp không cũng rất nghiêm túc cảm tạ đối phương. Cảm ơn anh đã nghĩ đến em vào lúc này, quả nhiên anh đã coi em là bạn rồi. Còn nữa, Ta cảm thấy ngươi tới rất hữu dụng a, à, nếu như ngươi không tới, ta còn không biết phải ở trong trạm không gian bao lâu. Đến lúc đó, cho dù không bị đám gia hỏa này đánh chết, cũng sẽ bị phiền chết. Nghe được dịp không nói như vậy, Eda mới từ trong trạng thái buồn bực này giảm bớt lại. Chủ yếu là những gì người khác nói về bạn bè. Phải biết rằng, là đại tiểu thư gia cảnh tốt, cho dù bản thân nàng không có thói quen xấu gì, nhưng là lại bởi vì thường xuyên làm ra một ít người bình thường lý giải không được hành vi, mà dẫn đến cơ bản không có gì bằng hữu nói. Hừ, đương nhiên, bổn trạm trưởng chưa bao giờ quên bằng hữu. Đi thôi, chúng ta về khu vực tị nạn trước, đợi đến khi người của đoàn tàu tinh khung đến, là có thể bắt đầu quét sạch. Bọn họ hình như đến rồi. Thanh âm của ngải ti đát dừng lại. Ánh mắt của nàng lướt qua dịp không hướng phía sau hắn nhìn lại, Eda phản phất thấy được hai thân ảnh giống như đã từng quen biết đang đi tới. Không chỉ có Eda, hai người từ bên kia thông đạo đi tới hiển nhiên cũng chú ý tới nàng. Cũng là lúc này, theo dịp không bằng vào cảm giác, xoay người nhìn lại, thoạt nhìn, liền nhìn thấy một cái hình người dây dưa chi duyên nhảy nhót hướng bên này chạy tới. PS Cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá vé hoa. Cảm tạ đại lão, ngô, vé tháng ủng hộ, cảm tạ. Mặt khác, nếu như có thể, mọi người bình luận sôi nổi một chút, có thể báo một chút cấp bậc khai thác của mình gì đó. Tác giả tới trước, tác giả vừa mới open beta thời điểm liền bắt đầu giác giác bạo can, hiện tại đã khai thác đẳng cấp 42, tất cả nhiệm vụ cùng với Bảo Rương, cũng đều đi theo bê trạm mẹ mở xong, hiện tại giác giác cỏ dài A. À. Chương 05 Đối với mát 7TH đưa ra tội ác tay phải. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio thật giống phấn cầu thành tinh. Nhìn đạo kia hoạt bát linh động thân ảnh trực tiếp mà đến, Diệp không không hiểu khóe miệng dương lên, thì thào tự nói. Mà nhìn chung trong toàn bộ thế giới của tinh khung thiết đạo, có thể được gán cho cái tên phấn cầu thành tinh hào, ngoài trừ khả khả ái ái ngày mồng 7 tháng 3 còn có thể là ai đây? Đúng vậy, đúng như lời Eda nói, người của tinh khung xe lửa đã tới. Cân nhắc đến việc để cho thanh niên năng động hơn, hoa tiêu tàu hỏa cơ tử và oan tờ từ bên cạnh bị kéo tới cũng giống như tình tiết ban đầu, không có tự mình khởi hành, mà phải ra tam nguyệt thất cùng đang hằng đến trợ giúp. Hai người bọn họ càng đi càng gần, tiểu thanh long mặt lạnh đang hằng tạm thời không đề cập tới, nhìn tam nguyệt thất hoặc bát sáng sủa trước mắt. Tin tưởng tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không kháng cự tính cách như vậy, thậm chí còn có cực người khác còn có thể không tự chủ được lộ ra gì cười. Khu, Bất quá dịp không rất hiển nhiên là không bao hàm ở cái kia cực cá nhân người khác bên trong, người nói đúng không? Phấn cầu thành tinh. Đâu rồi, đâu rồi? Mau cho ta xem, nơi nào có phấn cầu thành tinh? Có đáng yêu như đám đông không? Thanh âm của dịp không đối với những người mệnh đồ mà nói cũng không tính là không thể tra, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ lời hắn nói. Mà trong đó phản ứng ngày 7 tháng 3 lại kích động nhất đôi mắt to lóe sáng của nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn đều là tò mò, làm ra bộ dáng hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng qua mấy giây, sau khi tìm nửa ngày nhưng không thấy gì, trong đầu chợt lóe linh quang. Nhìn phối màu của mình một chút, rốt cục là nhận ra không đúng. Ai chờ một chút, ngươi nói phấn cầu thành tinh, sẽ không nói là ta chứ. Tam Nguyệt thất vẻ mặt không thể tin nhìn dịp không, chỉ vào chính mình, sau khi nghe được ngải ti đát ở một bên cười khúc khích rốt cục là chiếm được xác định lúc này phòng má xem ra tức giận không nhẹ này ngươi thật không có lễ phép nha ngươi mới là phấn cầu thành tinh ta là người nghiêm túc hừ ngược lại là ngươi ta nhưng chưa từng có ở trạm không gian bên trong nhìn thấy qua ngươi ta còn hoài nghi ngươi là cái lai lịch không rõ xấu xa gia hỏa nha nhìn thân phận của mình bị nghi ngờ dịp không đương nhiên sẽ không bởi vậy mà tức giận vui đùa xong rồi cũng bắt đầu bắt tay trấn an phấn cầu xù lông xin lỗi xin lỗi tôi không có ý gì xấu trên thực tế ở quê nhà của tôi phấn cầu là một lời khen ngợi là từ để hình dung một người rất đáng yêu rất được hoan nghênh thật sự chúng ta mỗi ngày vất vả làm việc chính là vì có thể nhìn thấy phấn cầu đến a à. nghe được dịp không coi như là thành khẩn ngữ khí vốn là không thế nào mang thù tam nguyệt thất sắc mặt nhất thời đẹp hơn rất nhiều nhưng mà trên thực tế nàng vẫn là không có chính xác lý giải dịp không lúc này trong lời nói ý tướng. Nàng cũng không biết dịp không theo như lời công tác hàng ngày tên là mỗi ngày quỷ thác, cũng hoàn toàn không hiểu phấn cầu chân chính hàm nghĩa A. À. Hừ, tuy rằng ta không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng là xem thái độ của ngươi không tệ, tháng ba này liền không cùng ngươi so đo rồi. Ha ha ha, vậy thì cảm ơn ngươi khẳng khái, đúng rồi, ta gọi dịp không, thật cao hứng nhận thức ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Diệp không ha ha cười, không tiếp tục vừa rồi đề tài, ngược lại là mở ra bàn tay, làm lên tự giới thiệu. Mà mùng 7 tháng 3 thông qua đoạn đối thoại ngắn này, cũng đại khái có thể phán định Diệp không trước mắt không phải người xấu gì. Hơn nữa, nàng mặc dù chưa từng gặp qua đối phương, thế nhưng không thấy được ngã tư đác đô còn cùng đối phương một đường sao. Hẳn không phải là địch nhân các loại tồn tại. Ngoại trừ tính cách có chút ác liệt, khen người đáng yêu cũng không nói rõ ràng, coi như là một người không tệ. Ta tên là Tam Nguyệt Thất, hắn tên là Đan Hằng, chúng ta đều là thành viên của tinh khung đoàn tàu, lúc này đây là được mời tới trợ giúp các ngươi. Yên tâm đi, tuyệt diệt đại quân nguy hiểm nhất vẫn chưa tới. Đây là một số lính đánh thuê, với chúng tôi ở đây, trạm không gian đã nhanh chóng được dọn sạch. Nghe được ngày mồng 7 tháng 3 liền giới thiệu mình, Đan Hằng cũng đứng bất động ở bên cạnh hắn chỉ là trời sinh tính tình bình tĩnh bình thản cũng không phải ra vẻ cao lãnh cơ bản lễ phép vẫn sẽ có xin chào dịp không ta tên là đan hằng bây giờ chúng ta đã đến chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta ngươi cùng ngã tư đắc trạm trưởng vẫn là đi về trước trấn an các khoa viên một chút tâm tình tốt hơn thanh âm đan hằng rất có tự tính ngoài ra còn có chút quen thuộc à và lần đầu nhắc lại chuyện đó cái kia cùng mình chiến đấu qua cũng bởi vậy coi như là bằng hữu chấp hành quan bên trong hắn cũng không tính là chán ghét công tử có chút tương tự tốt ta đây trước hết mang theo ngải ti đát trở về chờ đem nàng bình an đưa đến ta cũng tới hỗ trợ cùng nhau thanh lý lại nói tiếp ta quả thật không phải người của trạm không gian là ether cứu ta từ trong khoang thoát hiểm bị tổn thương ra cho nên ta cũng nguyện ý vì thanh lý trạm không gian dâng lên một phần lực diệp không cười nói nhưng thực tế trong lòng cũng có suy tính của mình hắn không phải cái gì người xấu nhưng là làm chuyện tốt lời nói vậy thì thuần khiết là xem tâm tình hắn nói như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn phải thừa dịp này hỗn loạn thời gian đầu kia tận thế thú còn chưa giáng lâm thời gian tận khả năng nhiều mở một ít bảo rương bằng không dựa theo người giẫm đạp đều da dày thịt dày như thế thực lực cũng không yếu tiến hành suy đoán thực lực của con thú tận thế chỉ sợ cũng không đơn giản cũng căn bản sẽ không thoải mái như trong kịch bản gốc hắn là không muốn làm bị liên lụy vị kia cho nên chủ động xuất kích mới là lựa chọn tốt nhất hi hi không nghĩ tới ngươi vậy mà vẫn là một cái hiểu được tri ân báo đáp người nha ta đối với ngươi ấn tượng có điều thay đổi nha ngươi quả nhiên là người tốt không phải người xấu đối mặt tháng 37 bảy đột nhiên phát tới thẻ người tốt dịp không chỉ là cười cười cũng không có nói tiếp nhưng cũng chính vào lúc này theo một đạo hào quang màu vàng xẹt qua trước mắt. Hai mắt dịp không bất giác dừng lại ở đỉnh đầu ngày mộng 7 tháng 3, trong ánh mắt hơi lộ ra kinh dị. Đây là Chiến lợi phẩm trân quý Là bảo rương Đinh Kiểm tra đo lường được ký chủ cùng nhân vật trọng yếu sinh ra liên hệ, nhân vật chuyên biệt bảo rương sinh ra, click vào là có thể thu hoạch. Ý anh là muốn dùng tay chạm vào. Từ ở Tiva trong thế giới, Diệp không vì bảo rương liền cùng nữ nhân vật trao đổi đều rất ít liền có thể nhìn ra. Là một bảo rương khống chế. A à Phi, là một cái có áo hỏa lực không đủ sợ hãi chứng ân nam nhân, đối với loại này có thể tăng cường bản thân bảo rương là không có gì sức đề kháng. Tùy tiện nghĩ kỹ một cái lý do, Diệp không liền hướng tới 3 tháng 7 long phấn, vương ra tội ác tay phải. ts Cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá vé hoa. Không có số liệu khu bình luận ủng hộ một đợt, cảm ơn các nhà khai thác ủng hộ. Cảm ơn đã ủng hộ vé tháng. Chương 06 Bảo Trương mở ra, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Anh làm gì vậy? Khi Tam Nguyệt thất kịp phản ứng thời điểm, dịp không thân hình đã gần ở trước mắt, hơn nữa đã đưa tay đụng phải đỉnh đầu của nàng. Tiếp xúc gần gũi như vậy, cùng với hành động có vẻ hơi có vẻ, khiến cho đại não tiểu tam nguyệt bình thường tùy tiện của chúng ta trong nháy mắt lâm vào đương thời. Chỉ thấy trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, phút chốc hiện lên một vệt hồng nhuận. Sau khi kịp phản ứng, mùng 7 tháng 3 liên tục lui về phía sau kéo dài khoảng cách với dịp không. Trên mặt nàng mang theo ráng đỏ còn chưa tản đi, trong ánh mắt đẹp mắt lộ ra một tia cảnh giác cùng sợ người lạ. Hoàn toàn từ trạng thái tinh thần phát thể người tốt lúc trước tiến hành nghịch chuyển. Ngươi, ngươi làm gì tùy tiện sợ nữ hài tử đầu ta cảnh cáo ngươi a à, ta thế nhưng là rất lợi hại đấy đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ giọng nói lúc này của tam nguyệt thất mang theo một tiên ngây thơ cùng với bất mãn cho dù dịp không một lòng vì bảo rương tuyệt đối không có ý nghĩ xấu xa gì lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ khụ tam nguyệt ngươi hiểu lầm rồi ta vừa rồi là thấy trên đầu ngươi hình như có thứ gì đó muốn giúp ngươi lấy xuống hiện tại xem ra là ta nhìn lầm xin lỗi dịp không có chút chột dạ giải thích nhưng tạm thời bất luận tam nguyệt thất bản thân coi như là một bên ai xa đều không có nửa điểm tin tưởng lúc này ánh mắt nhìn về phía nàng cũng hiện ra một chút cổ quái hơn nữa không có lý do cảm giác trong lòng trống rỗng nhiều ra một cổ buồn bực mà coi như dịp không hết đường chối cãi về bảo rương sự tình lại khẳng định không thể nói ra bầu không khí một lần lâm vào quỷ dị thời điểm mặt lạnh của chúng ta a à không hẳn là đang hạng lão sư thật giống như là đêm khuya sáng đèn đột nhiên đứng ra dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh phân tích tam nguyệt ta vừa rồi chú ý tới ánh mắt dịp không hắn đích xác không phải cố ý muốn sờ đầu ngươi ánh mắt của hắn nói cho ta biết hắn vừa rồi hình như đúng là nhìn thấy thứ gì đó trên đầu ngươi bất quá cũng bởi vì trên đầu ngươi kỳ thật không có gì cho nên hắn nói cũng không sai là hắn nhìn lầm hoặc là xuất hiện ảo giác. Đúng rồi, nếu như là để cho dịp không cái này người khởi sướng đến giải thích, vậy tháng 3 bảy khả năng còn sẽ không nhanh như vậy tin tưởng. Nhưng tính cách đang hằng là gì, làm người của đoàn tàu nàng vẫn rất rõ ràng. Rõ ràng là một người trẻ tuổi, nhưng tính cách lại là một lão đồ cổ ngay cả vui đùa cũng không biết đùa, nói năng thận trọng. Ở trên đạo lý, coi như là người quen, hắn cũng rất ít sẽ có chỗ thiên vị chớ nói chi là cái này vừa mới quen biết dịp không. Quên đi, nếu ngay cả Đan Hằng cũng nói như vậy, tháng ba này liền tin tưởng ngươi. Nhưng mà, ấn tượng của Tam Nguyệt đối với ngươi lại không tốt, ta khuyên ngươi sau này biểu hiện thật tốt. Như vậy mới có thể một lần nữa tại tháng ba nơi này biến trở lại người tốt. Mùng bảy tháng ba thấy vậy cũng không đi so đo, nàng hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp lại đem dịp không tống vào lãnh cung, a à không, kẻ xấu hàng ngủ. Hơn nữa còn không chút cố kỵ nói ra. Mà dịp không thấy một màn này cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, đối với tính cách ngày mồng 7 tháng 3 anh vẫn có chút hiểu biết, nếu cô đã nói ra. Vậy chứng tỏ trong lòng nàng đã không còn nhớ rõ. Về phần cái gì người tốt cùng với người xấu, bất quá chính là xưng hô thượng bất đồng mà thôi. Tốt tốt tốt, vừa rồi là ta nhìn lầm, vì biểu thị thành tâm của ta cho dù sau này ngươi đều gọi ta là kẻ xấu ta cũng sẽ không tức giận. Diệp không vốn cũng không phải là bưng cái giá người, hơn nữa, tuy rằng hắn không có nói qua đối tượng, ưm, nói không chừng có thể ngay cả con gái hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua. nhưng trong mắt anh, đối với người phụ nữ mình không ghét đối phương còn bởi vì mình tức giận, thuận theo cô là được rồi. đương nhiên, nếu như là những tiểu tiên nữ kia, cùng với sai không ở chính mình là đối phương cố tình gây sự loại kia, vậy Diệp không có thể không phụng bồi. Hừ, đã như vậy, tháng 3 này liền miễn cưỡng tiếp nhận thành ý của ngươi, tên xấu xa, tên xấu xa. Sau khi nghe được lời Diệp không nói, tâm tình ngày mồng 7 tháng 3 rõ ràng tốt hơn không ít. Vừa nói như vậy, vừa làm mặt quỷ, quả nhiên là một cô gái hoạt bát đáng yêu. Được rồi, nếu hiểu lầm đã được cởi bỏ, Tam Nguyệt. Chúng ta cũng nên đi làm việc lại là sau mấy phen đối thoại, thầy đăng hạng của chúng tôi thình lình chen vào. Cũng là dưới những lời này của hắn, những người còn lại nhau nhau tỏ vẻ đồng ý. Từ đó, bốn người chia làm hai tổ, đều tự từ hai đầu hành lang này đi ra ngoài. Dịp không, chúc mừng ngươi lại kết giao được hai người bạn mới. Đúng rồi, vừa rồi nghe ngươi nói chuyện quê hương của ngươi, chẳng lẽ trí nhớ của ngươi khôi phục rồi sao? Đề tài ngải ti đát có chút đột ngột làm cho dịp không hơi sửng sốt bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là theo lời đối phương mở miệng nói Từng vừa rồi sau khi trải qua một hồi chiến đấu một ít ký ức vụn vặt cũng theo đó hiện lên anh có muốn nói với em không esther nghe được dịp không chủ động muốn cùng mình nói quê hương sự tình eda cũng không biết như thế nào liền rất vui vẻ đối với loại tâm tình này hiện lên cô đưa ra kết luận là nếu như đối phương nguyện ý nói với mình chuyện trước kia đó chính là đang thổ lộ tình cảm là bạn bè chân chính. Chính mình bởi vì có một bằng hữu chân chính mà cao hứng, đây không phải là nên sao. Được, nếu anh không ngại. Ngại ti đát cười hồi đáp. Mà Diệp không thấy vậy cũng không nói gì, trực tiếp bắt đầu giảng giải. Đương nhiên, hắn muốn nói, khẳng định cũng không phải địa cầu, dù sao ở trong nội dung vở kịch có nhắc tới, tinh khung thiết đạo thế giới quan bên trong có cái lam tinh hắn không biết cái này lam tinh là chân chính trên ý nghĩa lam tinh hay là bởi vì các loại giá không mà đối với địa cầu gọi tắt điều này nếu bị coi là chất đối mặt vậy thì rất xấu hổ vì thế hắn liền ti một ít bao gồm bản đồ tổ chức quốc gia đặc sản vân vân chậm rãi giảng giải đi ra eda nghe rất chăm chú cũng rất biết phối hợp nói nếu như không phải ven đường thường xuyên toát ra một ít hư tốt sát phong cảnh Hình ảnh hiện tại hẳn là sẽ rất duy mỹ đi. Phong chi dực, cái tên này rất quen thuộc A. Hai người một bên đi, một bên trò chuyện, hoặc là nói đại đa số thời điểm đều là dịp không đang kể chuyện xưa. Cũng là ở sắp đến khu vực tị nạn thời điểm, theo dịp không nói đến sự tình liên quan đến phong chi dực thời điểm. Eda trong lúc mơ hồ cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này, nhưng là mắt thấy khu vực tị nạn đã đến nàng cũng phải bắt đầu tiến hành công tác quản lý trạm trưởng, cũng phải phối hợp với A Lan trấn an lòng người. Nàng không có lại đi suy nghĩ nhiều, cùng Diệp không lên tiếng chào hỏi, nói lần sau có cơ hội, nàng cũng sẽ đem chuyện của nàng nói cho Diệp không về sau, cũng rất rõ ràng tâm tình không tệ tiến vào khu vực tị nạn. Mà Diệp không, sau khi bóng lưng Eda hoàn toàn biến mất liền từ hệ thống điều tra bản đồ. Một bên đi tới vị trí bảo rương kế tiếp, một bên chuẩn bị đem hai bảo rương mình vừa thu hoạch. Một cái bình thường, một cái trân quý tiến hành thu hoạch kiểm tra thực hư. Đinh Chiến lợi phẩm bình thường mở ra thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được bảo rương tiền 10 đinh. Chiến lợi phẩm trân quý mở ra thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được bảo rương tiền 100, chúc mừng chủ ký sinh vận khí bạo rạp, ngoài ra tại trân quý bảo rương bên trong có phát hiện mới. ts Cảm tạ các vị người khai thác ủng hộ. Hằng ngày cầu một đợt hoa tươi vé tháng đánh giá phiếu đồng thời, trọng điểm cảm tạ, tinh huy vị nhiên, vé tháng đầu tư. Nói thêm một câu nữa, nếu trong tay mọi người không có số liệu, có thể ở khu bình luận phát một câu cố gắng lên, đây cũng là ủng hộ đối với tác giả, tác giả sẽ nhìn thấy. Chương 7 Kỹ năng thăng cấp cuốn Năng lượng phẩm chất đề thăng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Phát hiện mới chẳng lẽ lại có thể tuôn ra kỹ năng sao? Chính mình trước mắt chỉ có hai cái bảo rương đã nhặt, nhưng là hệ thống thông báo lại vang lên ba lần. Diệp không đương nhiên chú ý tới điểm này, cho nên trước tiên liền đối với hệ thống biểu thị nghi vấn, hơn nữa tại đối phương còn chưa kịp trả lời, liền tự mình chạy đi xem xét cái gọi là vật phẩm mới phát hiện kia. Phẩm chất kỹ năng thăng cấp quyển Có thể đem bản chất của bất kỳ kỹ năng nào tiến hành tăng cấp, cũng toàn bộ quá trình không cần bảo rương tệ nhìn từ trong bảo rương trân quý mà đến, cả người bốc lên màu tím quang mang phiếu quyển, có liên quan tới vật phẩm này tin tức tự động hiện lên ở dịp không trước mắt. Phẩm chất kỹ năng thăng cấp. Thoạt nhìn có vẻ rất tốt. Dịp không thì thào tự nói. Tuy rằng có chút đáng tiếc đồ chơi này cũng không phải kỹ năng mới, không có nói cũng giống như ở Tiva, trực tiếp đạt được quyền năng của ma thần. Nhưng đối với mình bây giờ mà nói, đúng là một đạo cụ sẽ có trợ giúp rất lớn. Phải biết rằng, cho dù là tinh khung thiết đạo trong thế giới quan tinh thần, đều là do một loại sinh vật trí tuệ nào đó tiến hành thăng cấp mà thành. Chỉ là cái này, cũng đủ để cho dịp không đối với cái khác bao hàm thăng cấp hai chữ vật phẩm tương đối mẫn cảm. Tại sao lúc trước hắn lại thất vọng chức năng của hệ thống? Không phải bởi vì, chức năng hiện có của hệ thống không thể trực tiếp thu được năng lực của thế giới quan hiện tại, là chỉ có thể chậm rãi đem năng lực của tiên hỏa đặt tăng lên, mới có thể trở nên mạnh mẽ, mới có thể từng bước tự bảo vệ mình. Bởi vì quá trình trở nên mạnh mẽ này quá chậm, hơn nữa còn có tính không xác định rất lớn, thậm chí có thể sẽ có hạn mức cao nhất sao? Nhưng là có đồ chơi này, có cái này mở miệng chính là loại này từ ngữ đạo cụ tiến trình cường hóa có thể giảm bớt một kỹ năng nào đó càng là trên diện rộng bỏ đi hắn đối với năng lực của tiên hỏa đặc có thể tồn tại hạng mức cao nhất ý nghĩa a dù sao cũng không phải là trình độ trưởng thành gì đều có thể dùng thăng cấp để hoàn thành ví dụ sự hiểu biết rộng rãi của một trong những tinh thần đã biết hiện nay là một máy tính tinh thể thông qua việc nâng cấp mà thành tuy rằng không biết biên độ thăng cấp này là như thế nào ừm bảo thủ phỏng chừng khẳng định cao hơn so với hắn dù sao trong một cái bảo rương trân quý không có khả năng mở ra đồ vật quá tốt nhưng ngẫm lại một cái máy sau khi trải qua thăng cấp đều có thể trở thành tinh thần một loại quyền năng của ma thần nếu trải qua thăng cấp cùng đẳng cấp vậy sẽ biến thành cái gì hại đáng tiếc a à, dù sao đây cũng chỉ là một bảo rương trân quý mở ra nếu không sẽ không chỉ là một chi nhánh trong bản thể thăng cấp kỹ năng thăng cấp bao gồm cả biên độ thăng cấp phỏng chừng cũng sẽ không chuyên môn thiết lập cấp bậc còn cái gì nhảy vọt cấp nhưng dù sao đi nữa đây cũng là một khởi đầu tốt hơn nữa cũng trở thành một loại khích lệ không phải sao dịp không đối với cái này ngược lại là không có cái gì không thỏa mãn biểu hiện hắn chỉ là hơi chút cảm thán một chút sau đó lại lần nữa câu thông lên hệ thống hệ thống giúp tôi mở bản điều khiển cá nhân đi đinh kiểm tra đo lường được chỉ lệnh của chủ ký sinh bản cá nhân đang mở ra ký chủ dịp không chủng tộc nhân loại đẳng cấp thân thể cấp hành giả phẩm chất năng lượng số lượng cấp hành giả yếu cấp hành giả nắm giữ quyền năng kỹ năng toàn nguyên tố cộng minh vô tưởng nhất đao tỉnh yêu na vũ lôi phạt ác diệu chi nhãn quán hồng nham thương phong thần chi thi thiên động vạn tượng Ngọc Chương Hộ Thuẫn Giữ bảo rương tiền 110 vật phẩm đặc thù Kỹ năng thăng cấp nâng cấp phẩm chất, hệ thống dựa theo chỉ thị của dịp không triển khai bản thuộc tính cá nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì thế giới thay đổi, bản điều khiển cá nhân của hắn cũng đã xảy ra thay đổi tương ứng. Ngoại trừ những kỹ năng giống nhau, ngay cả đẳng cấp thân thể và năng lượng cũng thay đổi lý do thoái thác. Thậm chí ở không có đi tới tinh khung thiết đạo thời điểm, năng lượng của hắn đẳng cấp còn không có phẩm chất cái này vừa nói là cùng thân thể đẳng cấp nhất trí bị phân chia thành chuẩn ma thần cấp mà hiện tại có lẽ là bởi vì trong thân thể hắn chảy xuôi chính là nguyên tố lực đi cùng mệnh đồ hành giả sử dụng năng lượng hư số vẫn là có chút chênh lệch cho nên ngoại trừ số lượng năng lượng cùng với đẳng cấp thân thể từ chuẩn ma thần biến thành cấp hành giả ở phương diện phẩm chất còn bị đánh dấu thành cấp hành giả yếu cái này nhưng nhìn không được a à. quả nhiên là một trăm rương tiền tăng lên một giai đoạn nhỏ sao cũng may hệ thống vào lúc này mở ra cho ta một kỹ năng thăng cấp quyển nếu không muốn trưởng thành đến lệnh sứ thậm chí đến tinh thần cấp vậy phải mất bao lâu thể chất chấm dứt chút năng lượng điểm năng lượng xong còn phải đem kỹ năng tương ứng đều điểm lên nếu không coi như bản thân đã có thể sánh ngang lệnh sứ tinh thần không có thủ đoạn vậy không phải là đã làm thịt cừu non phải biết rằng cho dù là tinh thần cũng sẽ vẫn diệt trong nội dung vở kịch kỳ thật cũng có tiết lộ nhóm thợ săn tinh hạch lấy người khai thác làm trung tâm bố trí kế hoạch kia đó là mưu đồ liên quan đến tinh thần có thể vì vậy mà ngã xuống nghĩ đến một ít đôi câu vài lời trong nội dung vở kịch dù là bây giờ đều còn không có chính thức tiếp xúc đến dịp không cũng vẫn là nhìn không được chép chép miệng đương nhiên cấp bách thích hợp đó là sống yên nghĩ đến ngày nguy nếu bởi vậy mà rơi vào sợ hãi, kinh hoảng, vội vàng sao động. Đó chính là buồn lo vô cớ. Vì vậy, Diệp không căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, tại đem năng lượng phẩm chất tiêu phí 100 bảo rương tệ tăng lên tới bình thường hành giả cấp sau, hắn tạm thời giữ lại kỹ năng thăng cấp quyển, tiếp tục bắt đầu càng quét bảo rương con đường. Đúng vậy, ở lần sau mở ra kỹ năng thăng cấp quyển, hoặc là gặp phải nguy cơ trước, hắn đều không có ý định đem vận dụng bằng không vạn nhất không có đối khẩu chuyên nghiệp gặp phải địch nhân không ăn kỹ năng thăng cấp này vậy không phải trợn tròn mắt sao hiện tại vẫn là bảo rương trọng yếu diệp không cảm thụ một phen trong cơ thể nguyên tố lực biến động tuy rằng trên bản chất vẫn là nguyên tố lực mà không phải hư số năng lượng nhưng sau khi trải qua cường hóa chất lượng đã không kém năng lượng hư số cấp hành giả cái loại cảm thụ này thân thể trở nên mạnh mẽ cảm giác diệp không chỉ có thể nói thật sự rất tốt. Ngân Lan, xem ra nơi này dường như đã xảy ra một hồi chiến đấu không hề nhàm chán. Trong dự đoán của Leo, có điều này sao? Ngay tại Ether đi khai đạo khoa viên, dịp không đi tìm Bảo Rương, ngày 7 tháng 3 và đang hằng cũng đi quét sạch kẻ thù của trạm không gian, hơn nữa chuẩn bị gặp phải một người khai thác có thể an bài. Lúc trước dịp không ba quyền đánh chết hư tốt. Người giẫm đạp cùng với nơi mọi người gặp nhau, theo một trận ngũ sắc trực rỡ kỹ thuật số điểm ảnh hiện lên, có hai cái cũng không thuộc về trạm không gian, cũng không phải phản vật chất quân đoàn thân ảnh, xuất hiện. ts Cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá vé hoa. Cảm ơn các đại thần đã ủng hộ, chúc các ngươi mười đại đội sông kim. Nơi này nói thêm một câu, nếu như trong tay không có số liệu, cũng có thể bình luận khu phát một câu cố gắng lên, như vậy coi như là ủng hộ đối với tác giả, tác giả sẽ nhìn thấy chương không tám đang hằng tự nói chẳng lẽ là phiền nhiêu bạn đang nghe tại truyện chấm audio không elio không dự đoán được tình hình ở đây thậm chí trong dự đoán của hắn cũng không xuất hiện hình ảnh chúng ta sẽ đột nhiên dừng lại ở đây nghe được âm thanh cộng sự bên cạnh được gọi là sói bạc ăn mặc theo phong cách điện tử đầu đeo kính bảo hộ biểu tình thần thái cơ hồ toàn bộ quá trình không có dao động toàn bộ chính là một nữ sinh mặt poker thanh thúy hồi đáp. Ồ, vậy sao? Nếu là như vậy, dựa theo cách nói của bọn họ, hẳn là có biến số, hoặc là biến số xuất hiện, ha ha. Đồng dạng đều là nữ tính, ngay từ đầu đặt câu hỏi, cùng với hiện tại tiếp tục tiếp đề tài thanh âm này, liền có vẻ tràn ngập ý nhị. Lại nhìn bộ dáng của nàng. Bên trong màu trắng bao bọc lấy trước người mãnh liệt cuồn cuồn, mái tóc dài màu đỏ rượu, tất chân màu đỏ hơi tối, trên người khoác áo khoác lụa mỏng in hình mạng nhện. Còn có biểu tình lười biếng cùng với khí chất xinh đẹp kia, cái này nếu là phóng tới địa cầu nào đó thế kỷ 21 trên Internet, chẳng phải là người tỷ chi từ hoàn toàn thuyết minh, sẽ bị một đám biến thái hô vợ dẫm lên tôi. Hẳn là vậy, bất quá. Cáp ca, đây cũng không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm. Tất cả những gì chúng tôi phải làm bây giờ là quay lại và báo cáo việc hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, chúng ta cũng không có nhiều thời gian dừng lại đến đây một tên là shiver World, một tên là capca hơn nữa ngay từ đầu lấy kỹ thuật số hình thức bỗng nhiên xuất hiện thủ đoạn tin tưởng tất cả mọi người đã đoán ra hai người thân phận các nàng chính là nội dung vở kịch ngay từ đầu liền lại xuất hiện qua hư hư thực thực xuyên qua toàn bộ tuyến chính tinh hạt thờ săn tổ chức thành viên lúc này ngân lan ở một bên đang nhìn thấy capca tự nói tự hỏi sắc mặt nàng vẫn như trước bài tú lơ khơ, chỉ là thích hợp tính nhắc nhở một phen, liền không có quá nhiều lời. Biết rồi, một lát nữa, chỉ một lát thôi. Thanh tuyến ôn nhu của cáp ca phản phất có ma lực vô cùng, cái này cùng thanh âm dễ nghe của bản thân nàng có quan hệ nhất định. Nhưng càng nhiều, vẫn là bởi vì nàng vẫn tu luyện một loại tên là cùng ngôn linh có liên quan khống tâm thuật. Đừng nhìn nàng bây giờ là đang đối mặt đồng bạn, không có chủ động đi sử dụng những năng lực này nếu đổi lại là một người bình thường ví dụ như đội hộ vệ trên tiên chu vân kỵ quân đều sẽ vì vậy mà rơi vào trầm luân ngân lan giúp ta một việc có thể giúp ta dùng số liệu phục hồi trận chiến kia không yên tâm đi tôi chỉ muốn xem biểu tình của leo sau khi biết mình dự đoán sai mà thôi nghe được thỉnh cầu của cáp ca ngân lan từ chối cho ý kiến liếc nàng một cái yên lặng gật đầu hai tay nâng lên trước ngực một cái bàn phím cùng với bộ điều khiển đột nhiên xuất hiện theo đầu ngón tay của nàng không ngừng nhảy lên, một cái cùng loại với video hình ảnh chậm rãi xuất hiện ở cấp ca trước mặt. Đó là một hư tốt. Người dẫm đạp nghiêng đầu một cái, thật giống như là bị không khí đánh một quyền từng bước rút lui. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra, cùng người dẫm đạp này chiến đấu với người kia hình ảnh đâu? Không thể hoàn nguyên. Người chiến đấu kia sử dụng cũng không phải là năng lượng hư số, hoặc là năng lượng hư số mà mệnh đồ cung cấp nhưng đồng thời cũng không phải lực lượng thân thể đơn thuần thật kỳ quái ngân lan cho tới nay vững vàng tam vô thanh tuyến lúc này rốt cục xuất hiện dao động một chút kỳ quái chậm rãi hiện lên trên mặt của nàng nhưng cũng không có quá mức khoa trương ồ dĩ nhiên là như vậy vậy ta thật đúng là một biến số không nhỏ quên đi không thể hoàn nguyên thì không thể hoàn nguyên đi ta có dự cảm ta sẽ gặp mặt ta chúng ta đi thôi trên mặt cáp ca lộ ra một nụ cười rung động lòng người sau khi ngân lan gật đầu tỏ vẻ đồng ý hai người lại một lần nữa hóa thành kỹ thuật số biến mất ở hiện trường tọa độ của người này không phải do trạm không gian phát ra chúng ta đã đến lúc này rồi còn so đo cái gì người sống lớn này đang ở trước mắt chúng ta cũng không thể là giả được chứ bên kia trong một khoang nào đó trong khoang thu dụng một đường quét dọn phản vật chất quân đoàn thuận tay còn cứu lên một ít khoa viên tiểu tam nguyệt cùng đan hằng đi tới nơi này cũng là lúc trước lúc đan hằng kiểm tra tọa độ chuẩn bị tìm người hắn đột nhiên phát hiện tọa độ này cũng không phải từ trung tâm trạm không gian phát ra ngay từ đầu hắn còn không có suy nghĩ nhiều thẳng đến đi vào khoang thuyền bên trong sau khi phát hiện người này ăn mặc cũng không giống nhân viên trong trạm không gian đan hằng tính cách có chút cẩn thận sinh ra do dự đan hằng cái này ngươi có cái gì phải lo lắng nha, dịp không tên xấu xa kia không phải cũng không có mặt chế phục sao. Nói không chừng nàng cũng là bị A Tha hoặc là khác trạm không gian thành viên từ vũ trụ cứu lên đây. Ngươi sẽ không muốn để nàng ở đây chứ. Vậy quá nguy hiểm. Mùng 7 tháng 3 có chút vụng về lấy ví dụ ý đồ thuyết phục Đan Hằng. Mà Đan Hằng cũng không có đi tiếp lời của nàng, chỉ là ở trong lòng thuyết phục chính mình, lựa chọn cứu viện dù sao vừa rồi mùng 7 tháng 3 nói rất đúng bất kể như thế nào cô gái trước mắt này đều là một sinh mệnh là đăng hằng đã trải qua một số hành trình không vui vẻ đối với sinh mệnh đáng quý tất nhiên là vạn phần rõ ràng nhịp tim và mạch rất yếu tam nguyệt chuẩn bị hô hấp nhân tạo đăng hằng ngồi sổng xuống thay nữ bắt mạch đưa ra kết luận a à, muốn hôn a à, ta 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 không được ta không có kinh nghiệm Mùng 7 tháng 3 nghe vậy lập tức xua tay, cái đầu nhỏ kia lắc lư giống như trống bỏi, nhìn ra được đây là lập tức khẩn trương lên. Hôn cái gì, là hô hấp nhân tạo, ngươi ngay cả cái này cũng không biết. Ta, ta thật không biết, lúc trước cơ tử tỷ dậy, ta. Hắc hắc, ta lúc ấy đang nghĩ bữa tối ăn cái gì. Tam Nguyệt thất lộ ra nụ cười nghịch ngợm, đem đang hằng cho xem hết chỗ nói. Không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể tự mình tới. Ngay khi đang hàng cuối người xuống, chuẩn bị tiến hành hô hấp nhân tạo, một bên trong lòng ngay cả hô hấp nhân tạo cùng thân thân đều không rõ ràng lắm ngày mùng 7 tháng 3 cũng có chút muốn nhìn lại không dám nhìn thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc chậm rãi từ lối vào khoang thuyền truyền tới. Tam Nguyệt, đang Hằng Các ngươi gặp phải người bị thương sao? Để ta thử xem, năng lực của ta có hiệu quả khôi phục. Nghe được tiếng vang, Tam Nguyệt thất cùng đang Hằng đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía nguồn âm thanh chỉ thấy dịp không chậm rãi đi vào cũng ngồi sổng xuống bên cạnh đan hằng hô hô theo hắn đem tay khoác ở vị này tương lai người khai thác trên vai chỉ thấy một mạc thủy lam sắc quan mang lưu chuyển cho dù không cần bắt mạch đan hằng cũng có thể cảm giác được người trước mắt này thân thể đang được nhanh chóng trị liệu cùng chữa trị đây chẳng lẽ là phong nhiêu ts cầu hoa tươi cầu vé tháng cầu đánh giá vé oa cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà khai thác, cảm ơn. Mặt khác, nếu như trong tay không có số liệu cũng không có việc gì, khu bình luận có thể lưu lại một câu cố gắng lên, đây cũng là cổ vũ đối với tác giả, tác giả cũng có thể nhìn ở trong mắt. Chương 09 Quét sạch kéo dài bên trong, 3 tháng, tin, tao ngộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đây chẳng lẽ là Phong Nhiêu nhìn nữ tử trước mắt không rõ thân phận dưới sự trị liệu của dịp không lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục vẻ mặt đan hằng tất nhiên là lãnh đạm trước sau như một nhưng dấu ở trong ánh mắt lại là rung động thật sâu tuy rằng hắn chưa bao giờ cùng người khác nói qua thân thế của mình nhưng là từ cách ăn mặc của hắn họa phong cùng với chiến đấu lúc chiêu thức những người khai thác đã đến chí tiên chu la phù trong trò chơi chắc hẳn cũng đã có suy đoán đan hằng chính là người của tiên chu mà đối với người tiên chu mà nói, truy cầu cả đời của bọn họ chính là đi theo, cũng chính là cái gọi là đế cung tư mệnh tướng triệt tuyệt. Đương nhiên, bản thân đang hằng khẳng định sẽ không có loại ý nghĩ này cùng với hứng thú. Chỉ là nói dưới mưa dầm thấm đất đối với phong nhiêu tấn tượng tương đối sâu, hiểu biết tương đối nhiều mà thôi. Không đúng, đây không phải phong nhiêu mà là một loại năng lượng. Chưa từng thấy qua. Mệnh đồ mới ra đời rồi sao? chính là bởi vì đối với Á Phong Nhiêu hiểu biết đủ sâu, cho nên đang hằng mới rất nhanh liền đem ban đầu ý nghĩ lật đổ. Là lão học giả cả ngày ở trong kho dữ liệu, hắn đối với loại đồ vật không biết này hứng thú còn rất lớn. Trên phương diện ham học hỏi, hắn một chút cũng không ít hơn so với ngày mồng 7 tháng 3 ánh mắt tỏa sáng bên cạnh. Chỉ là hành vi của hắn tương đối hàm súc, không có đường đột như vậy là được. Wow gia hỏa hư hỏng ngươi nguyên lai lợi hại như vậy. Tuy rằng ta không phải rất hiểu y thuật nha, nhưng là vừa rồi đang hàng lão sư còn nói nàng mạch đập yếu ớt, muốn làm thân thân tới đây. Nhưng mà bây giờ, sau khi được ngươi trị liệu, sắc mặt thoáng cái liền dễ nhìn hơn nhiều. Ánh mắt qua khố hoa khố, ngày 7 tháng 3 lóe lên nhìn về phía dịp không? Cảm thụ được khát khao của vị thiếu nữ sống sống trước mắt này, tin tưởng bất kỳ một nam nhân nào trong lòng đều sẽ không hiểu sao cảm nhận được thỏa mãn. Chính là tên xấu xa này xưng hô. Vì cái gì dịp không cảm giác, khả năng kéo dài thời gian cũng sẽ không quá ngắn a. À. Tam Nguyệt, hô hấp nhân tạo là hô hấp nhân tạo, hoàn toàn khác với nụ hôn của em. Sau khi nghe xong lời ngày mồng 7 tháng 3, đàn hàng lão sư của chúng ta khó tránh khỏi hít sâu một hơi, có nề nếp sửa lại. Hắn cũng không phải sợ mất mặt, dù sao lấy hắn ngay trước mặt gọi mặt lạnh tiểu thanh long cũng sẽ không cảm thấy tức giận biểu hiện là có thể nhìn ra hắn không quan tâm những thứ đó hắn sở dĩ nhất định phải nói một câu như vậy là muốn sửa chữa nhận thức sai lầm của đồng bạn bên cạnh tốt nhất là có thể để cho đối phương sau khi trở về một lần nữa học tập tìm hiểu một chút để tránh về sau phải dùng đến thời điểm mới hối hận đương nhiên kỳ thật chính hắn cũng rất rõ ràng với tính cách nhảy nhót ngày mồng 7 tháng 3 này hơn phân nửa là không có khả năng quay đầu lại học tập. Này không, người này ngay cả hắn vừa rồi câu nói kia đều sẽ rất rõ ràng không có nghe lọt, nói gì về sau. Từng. Ngay khi hai người nói chuyện với nhau, Diệp Không hoàn thành kỹ năng phóng thích cá thưởng thức xuất phát từ Tiva. Chiếm được hắn cái này trọn vẹn, lượng sữa duy trì, dựa vào trên vách tường thiếu nữ cũng có tỉnh chuyển dấu hiệu. Anh tỉnh rồi à, anh có khỏe không? có nhớ mình tên gì không? Anh là người của trạm không gian, hay là, anh có quen ai ở trạm không gian không? Nhìn thấy đối phương mở hai mắt ra, mùng 7 tháng 3 tiến lên đỡ đối phương dậy, một bên tiến hành quá trình này, một bên miệng cũng không chịu ngồi yên. Hỏi đông hỏi tay khắp nơi, trực tiếp đem ánh mắt hỏi người khai thác tương lai của chúng ta hiện đầy mê mang. Thẳng đến trì hoãn hơn nửa ngày, đối phương lúc này mới xoa xoa đầu, đoạn tuyệt liên tục đưa ra đáp lại tôi. Tôi không nhớ gì cả. Vậy thì phiền toái rồi, có thể cố gắng nhớ lại một chút không, tên của ngươi, cùng với một ít tin tức thân phận. Nghe đối diện trả lời, kích động ngày mồng 7 tháng 3 cũng lập tức yếu siêu. Bởi vì nếu đối phương thật sự không nhớ rõ chút nào, bọn họ sẽ không có cách nào giúp đưa người trở về. Cô cũng không thể để cho đối diện vẫn đi theo đám người mình chứ. Nguy hiểm thế nào? Tôi, hình như tôi chỉ nhớ tên mình là Tinh, những thứ khác. liền hoàn toàn không nhớ ra. Trải qua một đoạn thời gian giảm sốc, có lẽ là đầu tỉnh táo không ít, hoặc có lẽ là lúc trước cáp ca trước khi đi ngôn linh có tác dụng. Tinh ngược lại không có bởi vì nhớ không nổi chuyện trước kia mà sinh ra ảnh hưởng đối với tâm tính, nhưng cũng lạc quan không nổi là được. À, được rồi. Xem ra lúc trước anh bị thương rất nghiêm trọng. Bất quá không sao, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi đúng rồi ta tên là tam nguyệt thất hắn là đan hằng còn có bên cạnh cái kia tên xấu xa hắn gọi dịp không ba tháng bảy đối với người xung quanh nhất nhất tiến hành giới thiệu tại nói đến dịp không thời điểm cũng không có quên đem ngoại hiệu cũng mang theo nhất thời khiến cho tin đem ánh mắt nhìn về phía hắn dịp không đương nhiên tin tuy rằng vừa mới thức tỉnh cả người đều có vẻ có chút hỗn độn nhưng nàng cũng không phải ngu ngốc gì, cũng có thể cảm giác được trong lời nói ngày mồng 7 tháng 3 cũng không ông ác ý. Có thể. Chỉ là trò đùa giữa bạn bè mà thôi. Hơn nữa, làm trong thân thể có tinh hạch tồn tại đặc thù người, nàng các phương diện cảm giác vẫn là rất linh mẫn. Từ trên người Diệp không còn chưa hoàn toàn thu liễm năng lượng ba động có thể nhìn ra, vừa rồi hẳn là hắn cứu chính mình. Thời gian ngắn mà nhanh đi qua ước chừng 10 phút, mấy người lại là nói chuyện với nhau mấy phen cuối cùng quyết định từ mùng 7 tháng 3 trước tiên mang theo tin đi tị nạn mà dịp không cùng đăng hằng tiếp tục thành lý quân đoàn phản vật chất của trạm không gian đương nhiên là đăng hằng chủ chiến mà có người công cụ lại bị đăng hằng lầm tưởng chỉ là dịp không có thiên phú trị liệu còn lại là một bên lấy chỉ đường làm lý do mang theo đăng hằng lão sư của chúng ta cạt cạt bắt cá cạt cạt thu bảo rương ta nói dịp không Ngươi đến cùng có biết hay không đường nơi này? Chúng ta không phải mới vừa tới qua sao? Lại đi một hồi, cho tới nay đều là yên lặng chiến đấu, đang hằng không lên tiếng nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, rốt cục nhìn không được đặt câu hỏi. Ta đương nhiên biết đường, Esther là cho ta bản đồ, sở dĩ trở về nơi này là bởi vì. Bởi vì cái kia thông đạo ta không có quyền hạn thẻ vào không được, chúng ta cũng không thể mạnh mẽ đánh xuyên qua cửa khoang đi tiêu diệt phản vật chất quân đoàn a. Diệp không chẳng lẽ có thể nói, hắn hiện tại đi con đường cũng không phải tiêu diệt phản vật chất quân đoàn ngắn nhất lộ tuyến, mà là sưu tầm bảo rương sao. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, tuy rằng bị nghi ngờ một chút lộ si, nhưng hành vi hiện tại của hắn cũng rất đáng yêu, mới khai hoang có đại lão dẫn dắt. Hoàn toàn không cần phí sức, liền các loại khen thưởng cạc cạc cầm. Sớm biết hắn tại xuyên qua trước, còn tại địa cầu mở ác nhỏ chơi nguyên thần thời điểm liền làm như vậy, giả bộ manh mới mà thôi. Được rồi, đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục đi. Đang hằng nghe vậy phun ra một ngụm trọc khí, liền theo dịp không tiếp tục càng quét trạm không gian. Mà dịp không làm trong đầu có hệ thống bản đồ người, tại bảo rương cầm sông về sau, cũng không có qua sông đoạn cầu, tại bảo rương lấy sông về sau, hắn cũng có thật tại lợi dụng bản đồ dẫn đường, tận khả năng quét sạch trạm không gian bên trong phản vật chất quân đoàn. Cho đến khi... Bọn họ đi tới một nơi tương tự như thang máy trung tâm. Sắp rồi. Chỉ cần đi vào thang máy, đem tầng trên còn có ba điểm phản vật chất quân đoàn thanh lý xong, cái này khu vực thanh lý liền đại công cáo thành. Nghe được dịp không nói, đang hằng từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hiện tại hắn ngược lại là có thể nhìn ra, dịp không đúng là biết đường. Nhưng hắn đối với trong quá trình dọn dẹp, giai đoạn đầu quanh co vòng quanh, hậu kỳ một đường thông suốt hình thức, vẫn là rất không hiểu là được. Đi thôi, đi thôi. Dịp không cười dẫn đầu một bước đi về phía cửa thang máy, nhưng cũng đúng lúc này. Theo đó, góc nhìn của anh liếc xuống phía dưới tầng lầu lại phát hiện. Ngày mồng 7 tháng 3 vốn muốn mang theo ngôi sao đi tới khu vực tị nạn lúc này cũng đi tới cửa thang máy, cũng ở chỗ này, gặp phải một con hư tốt dẫm đạp người. Hơn nữa, còn cho đối phương thời gian triệu hoán đại lượng hư tốt bình thường khiến cho hai người các nàng song quyền khó địch tứ thủ. Bị bao vây ở giữa. PS Cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá vé hoa. Hôm nay hình như số liệu hoa tươi cũng không động qua, cầu mọi người đồng động bàn tay nhỏ bé đầy vàng của đại đội 10, số liệu ủng hộ một đợt đi. Chương 10 Mát 7 TH Đang hằng lão sư, cái này đều lúc nào? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Này này này. Đánh không lại liền quần ẩu. Có phải chơi không nổi hay không? Vài phút trước, tầng một của thang máy trung tâm trạm không gian. Nhìn trước mắt ngửa mặt lên trời hí vang, thân thể lại lớn như một tầng lầu. Mặc dù ngày mồng 7 tháng 3 không nghiên cứu đặc tính của mỗi loại hư tốt, nhưng nội tâm vẫn bị một loại dự cảm không tốt bao phủ. Khó tránh khỏi sinh ra một tia lo lắng. Mà tin tức càng không tốt là lo lắng của nàng ứng nghiệm cực nhanh. Theo tiếng gào thét của người dẫm đạp kết thúc hoàn chỉnh. Chỉ thấy không gian trước mắt các nàng nhất thời rung lên, cũng liên tiếp sinh ra dao động cùng vặn vẹo. Này. này! 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 Một con lại một con hư tốt bóp méo người, hư tốt cướp đoạt người, nhào nhào xuất hiện ở đây, nhìn nhóm này không phải đau thì là thương, hơn nữa còn có rất nhiều địch nhân bao vây mình. Cho dù là mùng 7 tháng 3 đơn thuần một chút, cũng đều có thể cảm giác được áp lực sinh tồn trước mắt đã đến. Bây giờ làm sao bây giờ, hình như chúng ta đã bao vây rồi. Cũng giống như mùng 7 tháng 3, tin ở một bên lúc này cũng hiểu được sự tình nghiêm trọng. Chẳng qua tính cách của nàng tương đối trầm ổn, hơn nữa còn do dự không biết nguyên nhân, nàng đối với chiến đấu, cùng với phân tích chiến đấu có thích ứng phản phất sinh ra đã biết. Điểm này từ mùng 7 tháng 3 cho cô một cây gậy bóng chày. Sau đó hai người một đường từ bên ngoài đánh vào thang máy trung tâm là có thể thấy được. Nhưng hình như cũng dừng lại ở đây. Đúng rồi. Coi như là cách đây không lâu cấp ca mẹ cho nàng một cái bên ngoài treo, nhưng bây giờ cô cũng không biết dùng, không phải sao? Sở dĩ có thể đánh như vậy, tổ chức thân thể cao như vậy, đây đều là bởi vì trước kia còn chưa nhớ lại, khi đó lưu lại, lực lượng tinh hạch nàng một chút cũng không có khai phá. Cho nên Ngươi nếu muốn cho nàng một hơi đem sức chiến đấu thoáng cái nâng cao quá nhiều, ân. Hình như cũng không phải không được. Đợi đến địch nhân dùng một cây băng trùy tự nạn ngực xuyên qua, đến như vậy cái đối xuyên, như vậy có lẽ là có thể kích hoạt tinh hạch lực lượng, có thể chuyển bại thành thắng. Nói giỡn, coi như là biết có biện pháp như vậy, mùng 7 tháng 3 cũng sẽ không đồng ý tin đi thử. Cũng không tiện tùy tiện lấy sinh mệnh đi đánh cược a. À. Ai nha, di động như thế nào cũng xảy ra vấn đề, không có biện pháp tìm cơ tử bọn họ, còn có tên xấu xa cầu viện. Không đúng, hình như tôi còn chưa thêm phương thức liên lạc của tên xấu xa kia. Mùng 7 tháng 3 thừa dịp đối phương còn chưa phát động công kích ở một bên không ngừng trang điểm điện thoại di động. Nhưng tự hồ là bởi vì đối phương vừa rồi hí vang đã đạt tới trình độ nào đó, ảnh hưởng thậm chí phá hư tín hiệu truyền lại. Làm nửa ngày, cô cũng không thể gửi tin nhắn, nhưng khiến cô sốt ruột gần chết cái này phải làm sao bây giờ nha ta nhưng là cầm cung tiễn đấy làm sao đánh được ấy là đan hằng tên xấu xa đan hằng chúng ta ở chỗ này mau giúp chúng ta tam nguyệt thất sốt ruột đồng thời cũng không hoàn toàn mất đi bình tĩnh coi như là nàng tại lộn ngược di động thời điểm cũng có vẫn cảnh giác chung quanh phòng ngừa địch nhân đột nhiên tập kích nhưng cũng chính bởi vì có thói quen tốt như vậy để cho nàng kịp thời phát hiện thượng tần diệp không cùng đang hằng vì thế vội vàng lên tiếng hướng bọn họ khởi xướng xin giúp đỡ quả nhiên là tam nguyệt các nàng diệp không chúng ta mau đi hỗ trợ đi thời gian trở lại hiện tại ba tháng bảy thanh âm lại còn không có phát ra thời điểm diệp không liền trước một bước phát hiện hạ tầng tình huống đợi đến ngày mùng bảy tháng ba thanh âm truyền đạt đan hằng đã sớm đi tới bên người diệp không và trong thời gian đầu tiên xin giúp đỡ vào ngày bảy tháng ba liền cùng dịp không nhảy xuống, đi tới đám kia phản vật chất quân đoàn trước mặt, nắm chặt trong tay trường thương. Đang hằng, gia hỏa hư hỏng, còn lớn này hai ngươi có thể làm được sao? Nếu không chúng ta tạm thời phá vòng vây, tìm một nơi có tín hiệu tốt liên lạc với cơ tử và dương thúc đi. Hừ, đến lúc đó để cho cơ tử cho đại gia hỏa này một phát pháo quỷ đạo, để cho nó chơi không nổi. Ngày 7 tháng 3 đề nghị, cũng đã nghĩ ra biện pháp trả thù kẻ dẫm đạp ngay cả pháo quỷ đạo cũng đi ra, thoạt nhìn quả thật rất buồn bực tình cảnh vừa rồi a. À. Không được, pháo quỷ đạo quả thật có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ dẫm đạp, nhưng nếu đợi hắc tháp phu nhân trở về, nhất định phải tìm chúng ta tính sổ. Thanh âm đang hàng bình thản trả lời mùng 7 tháng 3. À, như vậy a. À. Còn không đợi bột mì nhỏ của chúng ta lộ ra thất vọng. Chỉ thấy người dẫm đạp kia tựa hồ là đã hoàn thành triệu hoáng, dục vọng chấp hành hủy diệt dĩ nhiên nước chảy khó thu. Theo nó lại một tiếng hí vang lên, liền mang theo chính nó, bên cạnh không biết bao nhiêu hư tốt gào thét hướng về bên này vọt tới. Cùng cao cực thiên, kháng doanh nan cửu. Quy chế bác độc, tiêu diệt viêm yên. Đang hằng là chiến lực cao nhất toàn trường, đương nhiên là đứng mũi chịu sào chiến đấu với kẻ dẫm đạp mạnh nhất của đối phương. Chỉ thấy hắn thương tẩu du lông, phá hư diệt ảnh năng lượng hư thuộc tính gió mạnh mẽ và sắc bén bám vào mũi thương dùng thân tư linh hoạt để né tránh công kích của đối phương không ngừng triển khai công kích đối với người dẫm đạp đáng tiếc có một câu nói rất hay đó chính là da dày ta có thể sai lầm vô số lần mà ngươi chỉ có thể sai lầm một lần động thiên biến ảo trường mộng một giấc đang hằng nắm chuẩn thời cơ đem năng lượng trong cơ thể gọi đến cực hạn đang chuẩn bị dùng cái này đánh đem địch nhân triệt để xuyên thủng, nhưng là ai từng nghĩ vừa lúc đó một hư tốt người bóp méo đột nhiên vọt tới trước mặt Đan Hằng người giảm đạp sau thế thân chặn lại hoặc là nói trên diện rộng làm suy yếu uy lực một chiêu này của Đan Hằng hơn nữa trong nháy mắt hắn chần chờ người giảm đạp đột nhiên tiến lên dùng móng sắc trong nháy mắt đem Đan Hằng toàn bộ đá bay ra ngoài không chỉ như thế với tư cách lấy phản vật chất loại thành phần này tổng hợp quái vật, hắn một cước này đồng dạng bao trùm lấy năng lượng. Trong đó ẩn chứa cự lực cùng với tính sát thương, lấy sự nhẫn nại của Đan Hằng, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tư Chỉ thấy một luồng khói đen khó hiểu trôi nổi trên ngực, trên mặt Đan Hằng đau khổ càng sâu ba phần. Nhưng vòng quanh là như thế, Đan Hằng chậm lại đủ nhưng ngữ khí vẫn bình thản bình luận sai lầm của mình. Sơ suất, nếu không vừa rồi một chiêu kia có thể giải quyết tên kia. Này! Đã là lúc nào rồi, sao ngươi còn không gấp gáp? Mùng 7 tháng 3 ít nhiều có chút sụp đổ, vẻ mặt không nói gì phun tàu biểu hiện của Đan Hằng. Không có gì phải vội, hiện tại để lại cho chúng ta đơn giản chính là hai loại lựa chọn. Thứ nhất, ta yểm hộ các ngươi rút lui, điểm này mặc dù ta đã bị thương, làm được cũng không khó. Về phần người thứ hai, phải xem Diệp không có nguyện ý xuất thủ hay không. Đến lúc này, Đan hàng nói một câu. Khiến Diệp không lập tức trở thành điểm tập trung của tầm mắt. PS Cầu hoa tươi, cầu vé tháng, cầu đánh giá vé hoa. Cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà khai thác. Mặt khác nói thêm một câu, trong tay không có số liệu, khu bình luận một câu cố gắng lên cũng là ủng hộ đối với tác giả, tác giả sẽ nhìn thấy.